cái nhà măng nè, măng đây trồng ở nhà, bây giờ lên mục rồi thấy, chắc là vài bữa nữa mua chua, chắc là mua chua cả nhà, nấu nấu canh cá đồng ngon lắm cả nhà. Xắt đi rồi muối nha, muối với bỏ muối vô ta muối 3-4 ngày rồi vớt ăn được, cái chua chua vớt ăn được. Ba bốn ngày nữa nó chua là mình nấu mua cá đồng nấu canh chua, nấu cá lóc, cá lóc với cá ốc ở nhà. Gọt bớt cái này bỏ. Sắc như như vậy cả nhà, rồi mình muối vài ngày là cho nó khỏi bớt cái đắng đi, nó bớt cái đắng mình nấu canh chua ngon. À, đã đến với kênh Kim Loan Vlog, hôm nay mình nấu món cá đồng nấu canh với măng chua đó cả nhà. Mình cho dầu vào cả nhà, thử hành cho thơm, phi hành cho thơm cả nhà. Rồi mình cho cá vào cả nhà. Cho cá rồi mình đảo cho nó vàng cá xíu. Đảo cho nó vàng cá nha cả nhà. Cho nước vô cả nhà. Cá sôi mình bỏ măng vào cả nhà. Rửa măng bớt đi cho nó bớt chua cả nhà. Cho muối. Miếng bột ngọt cả nhà. Đường lên cả nhà. Cho xíu ớt cả nhà. Mì tiêu. Ủa mì tiêu cả. Trời ơi. Miếng nước mắm, bỏ miếng nước mắm cả nhà ơi. Cô chú con mời các bạn ăn. Mời cả nhà dùng cơm với mình nha. Hôm nay mình nấu cái món cá nấu canh măng chua đó cả nhà, cá đồng nấu cái măng chua cả nhà. Cá đây. Mời cả nhà cùng dùng bữa với mình nha. Cá cường còn cá chiên. Mắm không?
Không cay lắm. Như đứa gì mắm nhỉ? Mắm mắm nào cay lắm. Mắm mắm nào cay lắm. Sao nó chỉ được mắm nào? Khác khác chưa hả ba?
xóa cái máy xuống. Video tới đây là đã kết thúc cả nhà. Cả nhà thấy yêu thích thì cho hãy đăng ký cho mình nhé. Tạm biệt.